Đợt thi vào trường em có làm tiểu phẩm trộm chó. Em tự tưởng tượng ra con chó, em tự bắt con chó và em kêu tiếng chó bị bắn cung và em tự kéo đi. Bây giờ ông nào mà cứ nhận mình 89, 10 vậy đấy, lúc đấy mới phải xem xét lại này. À thế có, em xin lỗi. Em có một số nữa thích không? Thích hai số cơ, số 6 và số 8. Em thích thêm một số nữa được không? Pick up line gì nói luôn này. Số điện thoại chị. Đấy, lộ ngay. Xin lỗi cả nhà yêu nhá. Kính hơi mờ, một cách em bị mới mê. Em đã bao giờ chơi đấu mắt cho em đấu mắt có giỏi không? Ôi mở đầu đấu mắt luôn hả chị? Đấu mắt luôn nhá, mình màu đầu cực kỳ competitive luôn nhá. Ôi chị ơi, chị quên mất nghề của em rồi. Không được, không, chị phải thử thách. Chị muốn đấu mắt kiểu như thế nào? Bởi vì trong nghề, người nghề của em có nhiều kiểu đấu mắt. Nhìn thẳng. Nhìn thẳng. Ai chớp mắt trước là thua. Được thôi. 3, 2, 1. Nhưng mà ngày xưa trước khi làm diễn viên ấy, kiểu em có bao giờ bị ngại lúc mà nhìn thẳng vào mắt một người khác? Có, em nghĩ cái đấy là số chung của những bạn mà mới học nghề diễn viên. Đây là cái bài tập mắt, là cái bài tập mà ngay từ năm nhất trong trường bọn em đã phải học rồi. Bọn em hay kiểu có cái bài tập là đi xung quanh và bọn em sẽ phải contact với nhau bằng mắt để hiểu ý đồ của nhau mà không được nói. Nếu ai hiểu sai là thầy phạt. Và ai cười là thầy sẽ cho ra đứng ở ngoài lớp, cửa lớp. Thế nên là cái buổi đầu tiên bọn em học là cũng phải 2/3 lớp phải đứng ngoài cửa trong đấy có em. Nếu mà em được dùng 3 từ để mô tả về mình thì em sẽ dùng từ nào? 3 từ thì em nghĩ là từ hiện đại đi, em vô tri lắm. Chứ không phải thế. Em nghịch. Rồi hai cái cợt nhả rồi em nghĩ là cái cuối cùng em để là sâu sắc đi. Đó. Sâu sắc mới làm được nghề chứ đúng không? Có cảm xúc, có trái tim mới làm được nghề. Trái tim của em đặt ở đâu? Ôi em đặt bên trái chưa? Từ nãy giờ thời gian mình cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng mà nếu được dùng 3 từ để mô tả chị, em đã dùng 3 từ nào? Em nghĩ là năng nổ. Thông minh. Nhưng mà một chút yếu đuối. Tại sao lại có từ yếu đuối ở đấy? Em không biết nữa, bởi vì kể cả em hay là mọi người thấy, em hay để ý là mọi người luôn luôn sẽ khi đi ra ngoài đường, mọi người sẽ có một cái con người khác của mình khi thể hiện ra ngoài hơn. Và điều đấy nó sẽ rõ ràng là nó sẽ ngược lại hoàn toàn so với mình nếu thực sự lúc mà mình đang ở mình. À, như vậy, em nghĩ thế. Tí nữa đến cuối chị đã hỏi là em câu này xem là em có đổi 3 tính từ của em nhé. Được, chốt. Đối em bắt đầu là gì? Cái gì mình không biết là mình sẽ hay hỏi ngược lại, thế đố chị biết đờ đờ là gì. Không, em nói thế chứ em ra em không nghĩ gì nhiều đâu, thế nên là em mới không biết về em hỏi ngược lại chị vậy đó. Đờ đờ là đẹp đẽ, là nói với người hot mà nói chuyện với em ngày hôm nay. Khó thế. Em có tin không? Chị là chủ trì thì em vẫn sẽ tin thôi. Vâng, đấy là câu trả lời mà chị muốn em trả lời. Câu trả lời thật là đây là đi date. Hôm nay là một buổi đi date vui vẻ chill chill của chị với em. Để xem là mình tìm hiểu nhau đến đâu, mình hiểu nhau như thế nào. Thế là bình thường một buổi đi date của em ấy, kiểu em sẽ thường đi đâu, em sẽ thường là người dẫn bạn date của mình đi đâu và làm những gì? Thật ra thì tính cách của em thì nó rất dở trong những cái chuyện như thế này. Bởi vì em nói thật là em là con người công việc. Em luôn suy nghĩ công việc nhiều hơn là những việc là em sẽ tìm chỗ đi chơi đi đâu đó. Thế em phải thú nhận là em cực kỳ dở trong chuyện đấy. Nhưng mà nếu mà thực sự cái thời mà chưa đi làm đi, mà bây giờ mà em có ý định đi hẹn hò thì thường là em sẽ chọn những chỗ mà cả hai đều có thể vui đã. Nghĩa là nó có năng lượng vui. Ví dụ đơn giản là kiểu gaming hall chẳng hạn. Đấy, hoặc là những nơi nó năng động một chút. Bởi vì em không muốn là ngay cái buổi date đầu tiên là chúng ta kiểu quá, ví dụ kiểu ngồi ăn hay ngồi cà phê mà như kiểu nói gì nói như thẩm vấn ấy. Em sợ lắm. Chết rồi. Không, em không, bởi vì chị biết tại sao. Ví dụ như em là người cũng có thể nói nhiều đi. Bạn date của em có thể nói nhiều đi. Thì nó không sao cả. Nhưng mà ví dụ mà
trong trường hợp em mà buổi date đầu em không dám nói gì sao, hoặc là người đối phương mình không dám nói gì sao, thì cái mục đích của cái buổi date đầu tiên mà tạo ra niềm vui thế, nó sẽ là cái tiền đề để buổi date thứ hai mới có thể ngồi như vậy. Nó sẽ có lý do ngồi, cái đấy nó sẽ sắp xếp cho nó hợp lý. Ví dụ như em sẽ thử đưa bạn đi xem kịch chẳng hạn. Đấy, đấy là nghề của em, đấy là niềm vui của em. Cá chắc ở đây là các bạn trẻ chưa bao giờ đưa bạn date đầu mình đi xem kịch bao giờ, thử đi. Có một trải nghiệm thú vị đấy. Không, nhưng mà em có để ý không, kiểu mọi người luôn luôn bảo là first date thì đừng bao giờ rủ nhau đi xem phim. Biết sao? Vì lúc mà mình xem phim thì mỗi người sẽ tập trung vào cái diễn biến diễn ra trên màn hình, mọi người sẽ không nói chuyện với nhau được. Trong khi cái buổi date đầu tiên thì suppose là mọi người đã phải nói chuyện với nhau. Thật ra là như em bảo ấy, một người muốn nói chuyện nhưng một người không biết gì để nói. Thì bây giờ mình phải cân bằng cả hai đấy chứ, làm sao mà kiểu mình cứ đòi hỏi cái vấn đề của riêng mình là mình muốn nói chuyện nhưng mình cứ không có gì để nói chẳng hạn. Ví dụ như bạn đang là người lạ, bạn mới gặp tôi lần đầu, bắt tôi chia sẻ tất cả mọi thứ về tôi, kể cả mảng, ví dụ kể cả mảng có bề nổi nhất hay mảng sâu nhất của tôi, làm sao tôi dám nói, đúng không? Mình phải từ từ, mình không được vội cái khoảng đấy được. Đấy là nghiêm túc như thế, kể cả em thế thôi. Bảo bây giờ đi date buổi đầu xong bắt em kể cả những chuyện em buồn, em tâm sự nào kia, em không dám kể luôn. Nói thật, chỉ có vui thôi. Thì đấy, cái buổi date đầu là niềm vui nó sẽ dẫn đến câu chuyện vui, thì đến lúc đấy mình mới tìm được nhau được sâu hơn. Đồng ý. Ekip dựng máy giữa sân cho cả hai cây đầu nhá. Ui, cái gì vậy? Ekip dựng máy giữa sân cho cả hai cây đầu, vui cực kỳ, xong vào đây nói chuyện tiếp. Ui, cho máu lưu thông lên não hả chị? Ừ, đúng rồi, cho máu lên não thì mình đừng ngồi nói chuyện nha. Bây giờ giả sử mình đang ở trong một bộ phim, thì em nghĩ là em sẽ là vai diễn nào? Nếu mà trong một bộ phim, em nghĩ là em sẽ là một người đang là một người tốt nhưng mà sẽ phải trở thành kẻ phản diện, vì tình huống cũng như là mọi thứ xung quanh nó ép mình phải trở thành kẻ phản diện. Em nghĩ là cái hình tượng sẽ hợp em nhất. Em thấy chị hợp vai diễn nào? Em thì em hay có quan điểm đấy là em luôn mong muốn vẻ bề ngoài họ như là em sẽ muốn người đấy vào vai diễn ngược lại hoàn toàn thế. Bởi vì biết đâu nó sẽ trở thành một cái cực kỳ hay. Em sẽ nghĩ chị thử một vai diễn cá tính mạnh đi, mạnh kinh khủng luôn ấy. Mình hiểu là mặc dù là mang hình hài con là người phụ nữ nhưng mà mình sẽ mang phong thái một người đàn ông chẳng hạn. Chất, chị có bao giờ nghĩ vấn đề như kiểu là mặc áo khoác ra xong rồi đi mô tô rồi chưa? Chị thích lắm. Chị thích nhưng mà chị chưa thử, đúng không? Đúng rồi, thì đúng. Làm sao mình biết được đấy, thì cái mà khi mình nói ra một cái vấn đề ngược lại thì người ta sẽ hứng thú vấn đề đấy. Có một cái vai diễn nào đấy mà em thực sự đã trải nghiệm với cái cảm giác là nó là một cái vai diễn trái ngược hoàn toàn với cả thứ ở ngoài đời của em chưa? Em nghĩ là vai, em nghĩ cả hai vai vừa rồi đấy, nó đều trái ngược hoàn toàn. Em ở bên ngoài em có thể tương tự nó yêu nhưng mà kiểu thực sự em cảm giác bên trong mình có một cái gì ấy nó sâu sắc hơn thế, chứ nó không được tương tự như nhân vật ấy. Kể cả 4 năm em học trong trường thế, là em toàn được giao những vai gai góc, nó nặng về mặt tinh thần cũng như thể chất, và nó ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Chứ em chưa bao giờ được diễn thử hay là được diễn những cái vai mà nó tương tự nhẹ nhàng như hai vai diễn vừa rồi của em. Đấy là hai vai diễn đầu tiên màu sắc, đấy là đầu tiên em được thử. Là cái vai diễn vương của em, kiểu em lúc em diễn cái vai đấy, em cảm thấy như thế nào về cái mối quan hệ với nhân vật lại trong bộ phim, cái tình cảm của bạn ý, em có đồng cảm được bao nhiêu phần với cả cái mức độ tình cảm cũng như là cái góc nhìn của bạn ý về một cái mối quan hệ, về một cái tình cảm yêu đương với một cái người con gái? Nếu mọi người xem phim, mọi người sẽ để ý kỹ đấy là đa số anh em mình, chúng ta qua cái tuổi học sinh đi, chúng ta là sẽ quên mất rằng là cái tình cảm mến thương thích đối với người khác giới nó không có điều kiện cũng như là ngây thơ như nào của nhân vật đấy. Đấy là cái em đã quên. Nhưng mà bác đạo diễn Anh Dũng ấy, ba em đã phải ngồi mổ xẻ cho em rất nhiều cái vấn đề về tâm lý của cái nhân vật trẻ này. Bởi vì nếu mà thực sự hiểu theo ý, hiểu góc nhìn của mình thì nó sẽ bị là cái hiểu nhỉ, mình theo đuổi một cách già dặn quá. Nó không còn sự ngây thơ, nó không còn sự nó gọi là ngơ ngơ của trẻ con nữa. Nó kiểu đấy, mọi người thấy không, mặc dù trông nó rất là đáng ghét nhưng đến lúc cuối cùng mọi người vẫn thấy nó đáng yêu mà. Nó có làm hại gì bạn nữ kia đâu, nó có làm hại gì Trà đâu, mà cuối cùng là nó tìm đủ mọi cách bằng sự mù quáng của trẻ con là tìm cách để bảo vệ Trà. Mặc dù Trà hiểu gì về pháp luật này, Trà biết gì về mọi thứ xung quanh ảnh hưởng, hay là Trà biết gì về sự nguy hiểm luôn. Đó, nó như vậy.
Đấy, em nghĩ là bây giờ chúng ta quên mất cách chúng ta đến với nhau mà không có điều kiện như vậy. Ở ngoài đời em có phải là một người kiểu xin lỗi, yêu chiều hết mực, theo đuổi hết mực, hết nhất của người đấy? Quan điểm của em đấy là khi mà người ta sẵn sàng ở cạnh em trong một giai đoạn em khó khăn với hy sinh, thì đến lúc em xin lỗi, em sẵn sàng đưa cho người ta tất cả những gì em có. Bởi vì đấy là những gì mà người đấy xứng đáng. Chứ em không bao giờ cân đo đong đếm suy nghĩ gì cả, bởi vì chính những người đấy đã không cân đo đong đếm khi ở cạnh em những lúc giai đoạn khó khăn. Đấy chắc là cũng tính là xin lót đấy, xin Chúa luôn đấy. Người bực nhưng mà có nghĩa là bởi vì họ xứng đáng mà, đúng không? Bạn đi cùng tôi giai đoạn khó khăn, cậu đi cùng tớ giai đoạn khó khăn, cậu xứng đáng có tất cả những gì mà cậu có, tớ có thể có, tớ đưa hết cho cậu. Nó như vậy, nói gì nói cũng là tuổi thanh xuân người ta mà. Một khoảng thời gian dài thế đương nhiên mình sẽ phải nói bù đắp để nghe nó bị trách nhiệm đó. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ biết ơn, nói từ biết ơn nó sẽ hợp lý hơn. Em có một kiểu kỹ năng đặc biệt, kiểu kỹ năng rất vô dụng ấy. Em không biết đây có phải kỹ năng đặc biệt không, nhưng mà em học trường sân khấu thi thoảng em có làm mấy tiếng động vật nó hơi nếu mọi người không biết thì đợt thi vào trường em có làm tiểu phẩm trộm chó ạ. Trộm chó. Và em tự tưởng tượng ra con chó, em tự bắt con chó và em kêu tiếng chó bị bắn cung và em tự kéo đi. Em kêu lại được tiếng đấy không? Thôi chị không dám ngẩng đầu lên nữa từ đây này. Được rồi. Chị có một chị cũng có một special talent kiểu thế, chị biết rung tai. Em rung được tai. Em rung sến hả? Không, nhưng mà em rung tai bởi vì em luyện tập ấy. À, thế á? Tại hồi xưa bạn bè hồi cấp 1 bọn nó cứ chuyển tay nhau là ê, ai rung được tai là về sau giàu có thiên tài lắm, em về em tập bằng được rung tai thì thôi. Thế đấy, chị thấy tai của chị với em cũng một điểm chung đấy. Em biết là gì không? Rung được à? Rung động. Còn nhớ có pick up line đỉnh nhất em từng nghe không? Nhưng mà pick up line đỉnh nhất là em xem được ở trên một chat show. Một chat show của mấy bạn diễn viên ở bên Sex Education. Của cái bạn gì nhỉ? Bạn gì diễn viên người da đen em quên mất rồi. Vâng, chắc là bạn ấy rồi. Đấy, em... Cái mạng LGBT. Dạ, bạn ấy có quả pick up line rất hay. Bạn ấy pick up line bảo là can I borrow a kiss? I promise I will give it back. Can I borrow a kiss? I promise I'll give it back. 10 points. Xin lỗi cả nhà yêu nhá. Kính hơi mờ. Một cạnh em bị mới mê. Chết rồi. Không cười, cái này thì được 5 trên 10 thôi. Lấy em rổ giấy. Nhưng mà lúc em nghĩ đến chuyện là em làm diễn viên ấy, kiểu em còn nghĩ là kiểu giấc mơ của em, kiểu ambition của em là gì không? Thật ra thì lúc đầu em không nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng mà bởi vì lúc đầu em còn bị yêu nghề của nó hơi mù quáng một tí. Yêu đến mức mà mình còn không suy nghĩ vấn đề là nó có đủ tiền nuôi được bản thân mình sống hay không cơ. Nhưng mà đến lúc mà sau một khóa bầu quả sự với cả phụ huynh thì phụ huynh có bảo là yêu nghề không nhất thiết là cứ phải hy sinh vì nó như kiểu là mất ăn mất ngủ, cũng như là không nuôi gia đình để hy sinh vì nghề, mà yêu nghề là khi chúng ta bước được một ngón chân lên sân khấu hoặc là đâu cũng sẽ là sân khấu con, thì đấy mà yêu nghề. Một khi con đã làm là con cháy hết mình với vai diễn thì đấy là nghề, chứ không nhất thiết là phải đi làm mọi thứ để nuôi đam mê, cũng như là mình phải đi làm cái này free quá nhiều hoặc là mình bỏ hết mọi thứ xung quanh chỉ để làm nghề. Đấy nó mẹ em thì bảo là đấy là yêu nghề sai cách, nó sẽ là yêu nghề sai cách, và yêu nghề nó bị mù quáng quá là sai cách. Trong đầu lúc nào mình giữ thực tế, nhưng một khi đã bước lên sân khấu hay là máy chạy thì mình, ngọn lửa nghề mình phải cháy nhất. Cháy như ngày mai mình sẽ không được diễn, ngày mai mình sẽ chết. Không, nhờ nói chuyện với em, ý là chị có nghĩ đến một câu hát của Bùi Trường Linh, em đã yêu một người có ước mơ. Nhưng mà bây giờ cứ thử tưởng tượng khi mà hai người có chung một giấc mơ, em thề luôn thì nó có lý do ở cạnh nhau cực kỳ luôn. Nó có đích đến. Hoặc là như kiểu là em đang tưởng tượng những cảnh như kiểu cả hai đều có chung giấc mơ và đều trải qua những cái khó khăn trong cái giấc mơ đấy. Và người này sẽ dùng cái sự
gọi là vấp ngã của mình để sửa người kia, mà người kia sẽ ngược lại như vậy. Đến lúc đấy cả hai sẽ tung hứng cho nhau đi lên rất kinh khủng. Nói gì nói, đến lúc mà chung giấc mơ mà làm ra thành công với nhau, đến lúc đấy em nói thật muốn bỏ nhau cũng khó không. Em nghĩ gì về việc yêu một người hơn tuổi? Thật ra em nghĩ là tuổi nó chỉ là tuổi con số, nó chỉ là con số chị. Em cảm thấy là kiểu việc yêu một người hơn tuổi mình ấy, kiểu có gì vui không? Em nói thật nhé, là cái vấn đề hơn tuổi ấy không, nó không quan trọng đâu. Quan trọng là người ta trải nghiệm như thế nào ấy. Cái mà em đo lường tuổi tác người ta là cái trải nghiệm người ta, chứ em không đo lường trải nghiệm đúng không? Nhưng mà nếu mà mình mà yêu một người mà thực sự có trải nghiệm kinh khủng hơn mình thì em nghĩ là mình sẽ học được rất nhiều thứ. Mình sẽ cực kỳ trân trọng những cái mà người ta đã dạy cho mình. Em nghĩ thế. Rất là hay. Và quan trọng được chiều. Trên thang điểm từ 1 đến 10, em sẽ chấm điểm VinFast của em ở điểm số mấy? Em một kẻ phản diện mà em cứ chấm 5 đi. Em rất là thoải mái trong vấn đề này rồi, em nhận 5 luôn. Không ai hoàn hảo cả, em không phải là người hoàn hảo. 5 thôi. Một con số anh kia vừa được dựa. Bây giờ ông nào mà cứ nhận mình 89, 10 vậy đấy, lúc đấy mới phải xem xét lại này. À thế có, em xin lỗi. Em có một số yêu thích không? Em có. Em thích hai số cơ, số 6 và số 8. Tại sao? Hai số tài lộc mà. Em thích thêm một số nữa được không? Pick up line gì nói luôn này. Số điện thoại chị. Đấy, lộ ngay. Gần đây em có một câu chuyện gì rất vui không? Trước khi em vào phim, đợt đấy là em mới năm 3 đại học. Em có một cái quán phở. Em hay thói quen kiểu em kiểu mẹ thì hay đi làm thường xuyên. Thế nên em hay ăn một mình thì em sẽ hay ra quán phở cạnh nhà để ăn. Thì em cũng như bao khách hàng khác là em sẽ ăn kiểu lùi thủi gian xong thanh toán đi về thôi. Thì em có đặt mục tiêu cho em khi làm nghề này là gì? Là khi mình ra quán phở để ăn thêm một lần nữa và bác ấy nhận ra mình là diễn viên. Rất may mắn là sau đợt hai phim kia xong, Giang bảo là đây rồi, hôm trước vừa nói xong, vừa khoe mọi người là mày suốt ngày ăn quán nhà bác, xong hôm nay vừa ra luôn, sao mày không nói bác sớm mày là diễn viên, sao mày không nói sớm mày là con Đức Dung chẳng hạn gì đấy. Mình kiểu đấy, coi như mình đặt được một cái goal nhỏ trong trái tim mình, là mình đặt với em mình kỳ vọng vào sự nhận ra của bác ấy, để mình biết xem là mình đang ở đâu, là mình có thể làm được cái gì. Sau lúc đấy mình bắt đầu đặt goal tiến xa nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi lúc đầu. Em hãy dùng 3 tính từ để miêu tả chị nhé. Thật ra là em thì em nghĩ là em vẫn sẽ giữ vững quan điểm. Chết mình rồi. Không, nghiêm túc, em vẫn sẽ giữ vững quan điểm. Ok. Mình sẽ nói tính cách để tí thôi. Nhiều đuối. Nhưng mà chị có bị bất ngờ khi em nói cái cuối không? Nhưng mà có đúng không ạ? Cũng sương sương. Thôi đừng sương sương, không ai dám nhận mình yếu đuối đâu, thật. Cũng yếu, người ta bảo là sương sương, không đúng mức đó ấy. Em đùa thế đấy, đúng rồi. Okay. Sao cả? Được rồi, sao?